Chúng ta chỉ có thì chúng ta mới trao được. Còn nếu không có mà đem đi trao thì trao giá trị thật hay trao giá trị ảo? Không có mà lại đem đi trao thì đấy là trao phần thật hay trao phần ảo? Yếu tố thứ ba này, đó là yếu tố khó khăn đủ lớn, trải nghiệm lớn, những khó khăn lớn, những trải nghiệm lớn, những khổ đế lớn. Đế là sự thật, khổ là khó khăn, đau khổ đó. Vậy cuộc đời của chúng ta phải chấp nhận có nhiều khó khăn, có nhiều đau khổ. Và khó khăn đau khổ nó càng lớn chừng nào thì năng lực chúng ta rèn luyện càng mạnh chừng đấy. Khó khăn nó đổ ập vào cuộc đời của chúng ta, nó cho chúng ta một bài học rất lớn là hãy vượt qua nó đi, có bấy nhiêu thôi. Hãy nhìn nhận nó là một bài học sâu sắc để vượt qua nó đi. Thì nếu mình vượt qua nó đi là sự rèn luyện của mình nhanh hơn và sâu hơn, thế thôi. Nhưng chúng ta nhìn nhận nó là cái thứ vùi dập mình thì các bạn sẽ đau khổ với nó. Tất cả những hiện tượng nó xảy ra đến với chúng ta nó đều có nguyên nhân của nó. Nói theo ngôn ngữ của một vài nhà tâm linh Ấn Độ, tức là mọi sự vật hiện tượng đến với chúng ta đều là một món quà, và cách chúng ta đón nhận món quà như thế nào mới quan trọng. Chúng ta đón nhận cái món quà của khó khăn trải nghiệm đủ lớn là một hành trình để chúng ta vượt thoát, là một hành trình để chúng ta trưởng thành, hay chúng ta nhìn nhận nó là cái gì đó xui, cái gì nó đời nó đen như mõm chó, suốt ngày nó đen kịt ấy. Sao đời tao xui thế, đời tao kém may mắn thế, suốt ngày than thở, thì các bạn sẽ bị cái khó khăn trở ngại nó vùi dập luôn. Nên nó là một món quà, việc chúng ta đón nhận món quà nó như thế nào thôi nha. Đó. Vậy cái lời khen tiếng chê, cái danh vọng của các bạn, cái thương hiệu, cái nhân hiệu của các bạn, nó cũng là một món quà, đúng không? Và cái món quà này được người ta đẩy lên trên cao, rồi được người ta nhét xuống dưới bùn, thì nó trở thành khổ đế, nó trở thành những khó khăn trải nghiệm. Vậy việc của chúng ta nhìn nhận món quà này như thế nào để ứng xử cho phù hợp? Có bấy nhiêu thôi. Thì khi mà các bạn biết cách ứng xử cho phù hợp với những cái món quà nó ập đến cuộc đời của mình, ứng xử phù hợp, khéo léo hợp lý là các bạn đã có tiến trình rèn luyện nội tâm. Người không có năng lực rèn luyện nội tâm sẽ bị mắc kẹt, không chịu nổi đâu. Và một trong những cách rèn luyện nội tâm rất tốt, đó là cái tam, đó là cái ô màu vàng tôi để đây. Đây là cái ô màu vàng. Tôi để chữ thiền tứ niệm xứ. Vipassana là chữ tu đấy. Và các bạn đi học một vài khóa thiền rồi, các bạn phải về ứng dụng trong đời sống của mình. Trong đi đứng nằm ngồi phải quan sát được thân và tâm của mình. Để rồi chúng ta sửa cái tâm của mình trong từng giây, từng phút, trong từng hành vi, trong từng lời nói. Thì người nào biết làm cái đó là chúc mừng các bạn đã thực sự tốt nghiệp được những khóa thiền dài ngày ở trong trên chùa, ở trên thiền viện, trên núi, để rồi các bạn biết ứng vào đời sống của mình. Còn nhiều người bị kẹt nha, lên trên núi tu được, về xuôi không tu được nữa, mắc kẹt, đó là vì hiểu chưa sâu và thực hành chưa được tốt đấy. Thì cái tiến trình này này, khi mà nó trải qua vài nghìn giờ hoặc chục nghìn giờ toàn tâm toàn ý, thì các bạn trở thành một người rất sâu sắc về cái lĩnh vực mình rèn luyện. Chúng ta có năng lực hiểu sâu sắc cái mảng mà chúng ta rèn luyện. Và một trong những cái mảng quan trọng nhất là các bạn rèn tâm của chính mình. Rèn nội lực ở bên trong là cái mảng sâu sắc nhất các bạn cần phải rèn luyện. Thì cái nội lực ở bên trong, cái tâm thức ở bên trong, nó được chui rèn, nó được bén nhọn, nó được trong sáng, nó được rộng lượng, nó được vị tha. Tất cả những cái tố chất đó nó hòa quyện lại thì chúng ta được gọi đó là giá trị cốt lõi. Thì có ba giá trị cốt lõi mạnh nhất mà Đức Phật đã định nghĩa hộ chúng ta, tức là các thánh nhân đã định nghĩa hộ chúng ta, là có ba yếu tố giá trị cốt lõi mà các bạn phải rèn luyện hàng ngày, hàng tuần, đó là đạo đức,
trí tuệ và nghị lực. Đạo đức trong đạo học nó gọi là giới, trí tuệ nó vẫn gọi là tuệ, và nghị lực thì tôi dịch nghĩa nó, tôi chuyển ngữ nó thì phải chấp nhận nó mất nghĩa. Thì trong đạo học nó là định, nó là định lực chứ nó không phải nghị lực. Định lực thì nó sâu hơn nghị lực nó cạn hơn. Nhưng thôi, ngôn ngữ đời thường thì phải chấp nhận, chứ đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì mọi người dễ hiểu. Bạn hình dung ha. Và khi các bạn có được thì mới đem đi trao được. Lưu ý này, chúng ta chỉ có thì chúng ta mới trao được. Còn nếu không có mà đem đi trao thì trao giá trị thật hay trao giá trị ảo? Không có mà lại đem đi trao thì đấy là trao phần thật hay trao phần ảo? Các bạn comment xuống giúp tôi. Chính xác. Mình không có mà mình nói mình có thì đến một lúc nào đó họ xin mình sẽ phải trao đi phần ảo. Mình sẽ trao đi những cái thứ mình không thật có. Thế là thành ra cái cuộc sống ảo tưởng nó xuất hiện. Ảo tưởng nó xuất hiện từ đây thôi. Ảo tưởng xuất hiện từ cái năng lực không nhìn thấy bản chất thật của mình. Khi chúng ta không có cái năng lực nhìn thấy bản chất thật của mình là không sớm thì muộn cũng bị dính vào cái phần ảo. Và cái thứ hai là chúng ta không dũng cảm nhìn nhận. Có những người là thấy được năng lực thật của mình nhé, nhưng không dũng cảm nhìn nhận cái sự thật đấy. Biết mình 5 điểm, biết rồi nhưng không dũng cảm nhìn nó, cứ muốn mình 7 cơ, thì cũng sinh ra ảo tưởng. Thay vì như vậy các bạn cứ xác định tôi có 5 thôi, nhưng tôi đặt mục tiêu là 3 tháng nữa tôi phải lên 6, 1 năm nữa tôi phải lên 7, thì nó hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác là mình là 5 mà mình cứ dùng tư duy tích cực để mình bịa ra mình là 7 thì rất nguy hiểm. Thì ngay cái đoạn mà chúng ta bịa ra và chúng ta ảo tưởng, tưởng tượng chúng ta sống với cái 7 điểm chính là bị vênh 2 điểm đó. Từ 5 lên 7 chính là cái phần chúng ta đang ảo tưởng về bản thân. Đó. Nên phải có thật thì mới trao đi được. Vậy các bạn mới nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn thấy cái hiện tượng gì? Cái ngành quảng cáo của chúng ta học ngành marketing ấy, thì sinh viên được huấn luyện trao đi giá trị thật hay được huấn luyện trao đi giá trị ảo, cái nào nhiều hơn? Được đào tạo viết những bài content, làm những cái hình ảnh cực kỳ trau chuốt, họ được huấn luyện để làm giá trị ảo cho nó hoành tráng hay làm giá trị thật cho nó đúng đắn? Đó. Nên một trong những cái ngành nhé mà nó dạy chúng ta nói dối từ trên ghế nhà trường chính là gì? Chính là ngành marketing đấy. Chúng ta nói quá sự thật là nói dối gì nữa? Bột giặt Omo giặt một lần trắng sạch như mới. Tin được không? Lấy một cái áo bẩn bẩn ra, màu vàng vàng rồi, tức là áo trắng để lâu ngày nó vàng rồi, nhúng vào cái chậu bột giặt Omo nhấc lên cái trắng tinh như mới. Tin được không? Ảo tung chảo luôn. Vậy mà các chị vẫn cứ mua bột giặt Omo mà. Các bạn thấy chưa? Nên chúng ta để ý là chúng ta vậy chứ chúng ta biết nó là ảo, nhưng chúng ta vẫn thích mua giá trị ảo. Và đây là lý do mà ngành marketing vẫn sống được. Chứ họ không quảng cáo trên giá trị thật nhiều đâu, họ quảng cáo trên giá trị ảo rất nhiều. Rồi một cái mảng ảo cũng rất là lớn này. Uống sữa bò, thông minh như người. Ảo không? Những nhà quảng cáo sữa này, uống sữa bò này, thông minh như người, thậm chí thông minh như nhà bác học. Tin được không? Uống sữa bò là thông minh vượt trội, thông minh như những nhà khoa học luôn. À, uống sữa bò thì phải thông minh như bò, đúng không? Phải lập luận vậy chứ.
uống sữa bò vậy thông minh như nhà bác Hằng không tin được. Đấy. Có một một bạn mới hỏi là biết nó là ảo mà tại sao vẫn mua. Các bạn tự suy ngẫm coi, biết nó là ảo tại sao vẫn mua. À, chúng ta thử suy ngẫm nhé, cứ thử suy ngẫm nhé. Biết nó là ảo tại sao vẫn mua. Biết người ta khen mình, người ta khen nịnh nhá, tại sao vẫn thích? Mình đẹp có 6 điểm à, nhưng người ta nói trời ơi hôm nay em đẹp 9 trên 10 khoái không? Mình đẹp có khoảng 6 điểm mà trên trung bình có tí thôi. Nhưng ngày hôm đó diện một bộ đồ mới, vừa vào đến cơ quan anh trưởng phòng ra nhìn từ đầu đến chân, trời ơi hôm nay em đẹp như nàng tiên, khoái không? Khoái muốn chết luôn đấy chứ. Các chị là khoái ngay, cười tít mắt ngay. Trời ơi. Chứ có ai từ chối đâu. No. Em cũng chỉ là em thôi, chẳng qua cái bộ đồ này nó đẹp, nó mới, chứ còn em cũng chỉ là em thôi. Em biết thử em là ai, đừng có khen em lên mây để rồi một ngày anh lại vùi em xuống bùn. Có ít người nào nói được câu đấy đâu. Nhưng nói chung cái tâm lý của con người là tâm tham á, cái tâm dính mắc á, cái tâm thích được tôn vinh á, là tâm tham đấy. Cái tham nhẹ 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 đó, nó cứ vận hành ấy. Nên nó cứ đánh đúng tâm tham là chúng ta mua đồ thôi, không có gì hết trơn á. Ai cũng bị hết nha các bạn nha. Chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta còn cái thân xác này, chúng ta vẫn còn chưa phải là bậc thánh ấy. Chúng ta vẫn còn lòng tham đấy. Tham ít hay tham nhiều thôi nha. Có những người họ ngăn ngừa được nhiều thì khen không ăn thua. Còn hầu hết chúng ta không có tu tập, khen là phê hết à. Cứ khen cứ nịnh một thời gian là phê hết à. Nếu bạn biết những con người, mô hình, dự án tử tế, hãy kết nối với chúng tôi để chắp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái, nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Genetalk.